Hello anh em, Saga, Athena và Tensor, ba cái tên mới nóng hổi vừa mới listing cùng những cái chỉ số cực kỳ khủng khiếp, có đủ hấp dẫn để anh em theo dõi hết video này. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một vòng các cái dự án mới này cũng như là tìm entry liệu có thể join được vào hay không nhé. Đầu tiên là Saga, một blockchain service cực xịn đến từ nhà Cosmos. Cái từ cực xịn là được người khác đánh giá như thế và hôm nay chúng ta sẽ xem liệu điều đấy có đúng hay không. Là giao thức layer 1 cung cấp blockchain dành cho các cái dApp ở trên thị trường hiện nay. Dự án này làm cho việc triển khai trên Ledger trở nên cực kỳ dễ dàng như là triển khai ở trên một cái smart contract vậy. Và các nhà phát triển cũng hoàn toàn có thể mang module, tức là cái máy ảo của riêng họ để cài cắm vào trên Ledger ở trên mạng lưới của Saga, bao gồm cả EVM. Dự án thì có 3 đặc điểm nổi bật. Thứ nhất là trên Ledger, thứ hai là Musico Chair và thứ ba là Saga Origin. Trong 3 đặc điểm này thì mình thấy ấn tượng nhất là về trên Ledger. Chainlet ở trong Saga bảo vệ ứng dụng bằng cách sử dụng bảo mật liên chuỗi của Cosmos. Chainlet ở trong Saga thì có thể kể đến những cái ưu điểm như sau. Đầu tiên là giao dịch không tốn kém, fee cực kỳ thấp. Thứ hai là tự động hóa. Nhà phát triển hoàn toàn có thể triển khai một chainlet chỉ bằng một cú click chuột ở trong ứng dụng web của Saga. Và thứ ba là tính tương thích cũng như là khả năng kết nối cực nhanh khi mà người dùng có thể tự do và nhanh chóng chuyển tài sản giữa các chainlet của Saga. Đây là phân bổ tokenomics của dự án. Như anh em có thể thấy, investor chiếm 20%, cộng với foundation 10% nữa là 30%. Nếu như anh em theo dõi các cái video trước của mình thì chắc sẽ nhớ đến việc là mình đánh giá các cái dự án hiện nay đang hơi tham trong khoản phân chia token. Nhưng anh em cũng đừng quá lo lắng đối với dự án Saga, vì phần token trả cho các cái đội này thì đến năm sau mới bắt đầu trả cơ. Hiện tại thì market cap của dự án rơi vào con số là 450 triệu đô, và mình đánh giá để có thể vào hàng được thì cần phải giảm ít nhất, điều chỉnh ít nhất là 30% nữa để về cái vùng market cap tương đương với mức giá là 3,5 đô. Nếu như giá của Saga về đến đây thì anh em có thể cân nhắc vào hàng, còn không thì mình khuyến nghị là không nên. Đối với những cái coin mới như thế này thì cơ chế pump dump của nó ở thời điểm hiện tại là cực kỳ bất ổn anh em nhé. Cái tên thứ hai là Athena, một cái tên được kỳ vọng sẽ làm bùng nổ trend stablecoin phi tập trung. Athena Lab là một cái giao thức phát hành stablecoin phi tập trung được xây dựng ở trên nền tảng của Ethereum. Nhắc đến stablecoin thuật toán thì chắc hẳn anh em không thể nào không nhớ đến cái sự sụp đổ của mạng lưới Terra, tức là Luna cùng với đồng stablecoin UST DPEG do cái biến động cao từ thị trường. Và điều đấy đã trở thành một bài học và được Athena khắc phục, cải tiến khi mà dự án sử dụng các LST là tài sản thế chấp chính. Các LST sẽ được dùng như là tài sản thế chấp để min ra USDE. Tuy nhiên, LST là các cái altcoin có tính biến động cao, vì vậy Athena cần mở cái vị thế short để chống biến động tỷ giá của loại giá này. Nếu giá trị của LST ở trên thị trường giảm mạnh thì lợi nhuận từ vị thế short 0.7 thì sẽ bù đắp lại cho phần giảm của LST này, đảm bảo cái giá trị của chúng sẽ là không đổi. Lịch trả token của ENA thì sẽ khá đều, tuy nhiên cái phần của investor sẽ phải chờ đến quý 1 năm 2025 mới bắt đầu trả. Tại thời điểm mà mình làm video này thì market cap của dự án rơi vào mức là trên 2 tỷ đô, cực kỳ khủng khiếp, xếp thứ 9 ở trên bảng xếp hạng DeFi hiện nay, dù mới chỉ listing mà thôi. Mình phải công nhận là con này bay cực kỳ lực. Mặc dù đây là một thị trường uptrend, nhưng đối với những cái dự án mới thì mình vẫn đánh giá market cap như thế là hơi quá đà. Đấy là khi mình chưa nhìn vào cái bảng này: Binance Lab, Dragonfly, DeFi Digital. Nghĩ lại khi mà có những cái tên này đứng sau thì cũng không quá đáng lắm, chỉ một chút mà thôi. Tuy nhiên, để mà nói mình vào tiền ở vị thế hiện tại thì chắc chắn là không. Nếu giá của ENA về đến vùng 1 đến 1.1 đô thì mình sẽ cân nhắc vào hàng, còn không thì mình sẽ chỉ đứng xem mà thôi. Thời điểm halving sắp diễn ra, đi kèm với đấy là sell in May. Mình thì không muốn và cũng như là không muốn anh em mạo hiểm vào thời điểm này. Dự án thứ ba mà mình muốn nhắc đến là Tensor, một Blur mới ở trên hệ Solana. Đây là một sàn giao dịch NFT ở trên Solana với những cái tính năng nổi bật như là tích hợp với TradingView, đấu giá ở trên bộ sưu tập và AMM. Tương tự như Blur thì Tensor là một sàn giao dịch NFT tổng hợp giúp người dùng tham gia mua NFT với mức giá tối ưu nhất từ các sàn giao dịch khác nhau. Dự án này thì có một điểm rất hay là có một bộ NFT riêng là Tensorian. Việc sở hữu Tensorian thì đem lại cho người sở hữu những quyền lợi đặc biệt như là quyền được sử dụng các cái chức năng referral ở trên sàn NFT. Thứ hai là sẽ nhận Airdrop token TNSA với các cái phần thưởng khác nhau. Market cap ở thời điểm hiện tại rơi vào con số là 175 triệu đô và vẫn đang có dấu hiệu là tiếp tục giảm. Nếu anh em để ý, trước đây khi mà Blur vừa mới list sàn thì cái dấu hiệu chạp nó cũng giống y hệt, nên mình đánh giá đây sẽ chưa phải lúc thích hợp để vào hàng cho cái tên này. Market cap mà về khoảng tầm 100 triệu đô thì anh em có thể xuống tiền múc sổ số chơi. Còn ở thời điểm hiện tại thì khi mà hầu hết các coin ở trên thị trường đang có dấu hiệu điều chỉnh thì không nên.